con xin thay mặt hai ban thanh thiếu nhi kính gửi những lời tri ân đến những người sinh thành đã có công chăm sóc và nuôi dưỡng chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa vì chúng con được làm con của ba mẹ, là những người đã chăm sóc nuôi dưỡng chúng con và chúng con biết lời Chúa. Con cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng con có mẹ để những khi chúng con đau ốm bệnh tật, mẹ luôn ở bên chăm sóc và cầu thay chúng con. Chúng con cũng cảm ơn Chúa vì chúng con có ba, để những khi chúng con vấp ngã trên cuộc sống cũng như trong đức tin, ta luôn ở bên và nâng đỡ chúng con. Những điều ba mẹ dạy cho chúng con thật cao quý, nhưng đôi lúc chúng con bướng bỉnh, cứng đầu, không cho mình là đúng, và những điều đó làm cho ba mẹ buồn lòng về chúng con. Nhưng cũng là cảm ơn Chúa vì tình yêu thương ba mẹ đặt để trong Chúa đặt để cho ba mẹ. Ba mẹ vẫn yêu thương, che chở và chăm sóc chúng con cho đến tận bây giờ. Và tình yêu thương đó vẫn luôn bền bỉ theo đuổi trên mỗi cuộc đời của chúng con. Con cảm ơn ba mẹ vì những gì ba mẹ đã làm cho chúng con, mà tình cảm đó chúng con không bao giờ có thể kể xiết được, và chúng con chỉ có thể cảm nhận được những điều đó qua những nếp nhăn ngày càng sâu trên khuôn mặt của ba mẹ. Con cầu xin Chúa đổ cồn hai bước trên ba mẹ, và cầu xin Chúa cất hết những lo lắng muộn phiền trên ba mẹ để ba mẹ có thể vui sống với chúng con. Và giờ đây chúng con xin gửi món quà tinh thần nhỏ nhỏ đến toàn thể hội thánh, anh chị sẽ chúc sự cùng ba mẹ nhân ngày lễ sinh. Con xin kính gửi lời chào thăm đến ông mục sư quản nhiệm bà, đến ban trị sự chấp sự và toàn thể hội thánh. Thật cảm ơn Chúa vì ngày cho con có cơ hội được đại diện những người là thế hệ làm con gửi đến các bậc sinh thành ngày hôm nay lời lòng biết ơn sâu sắc. Có lẽ không có giấy mực nào có thể viết ra hết những điều mà ba mẹ đã dành cho đời sống của một chúng con. Và khi con nhìn lại đời sống của chính mình, con thật cảm ơn Chúa bởi vì ba mẹ là điều tuyệt vời nhất mà con có. Ngài dùng ba mẹ để đưa chúng con vào đời, Ngài dùng ba mẹ để chăm sóc, dạy dỗ, nuôi nấng, và trên hết là cho chúng con kinh nghiệm được tình yêu thương sâu rộng. Có thể so với những người bạn trẻ khác, chúng con không hiểu biết nhiều, chúng con không thành công ngoài xã hội nhiều bằng họ, chúng con không giàu có về mặt vật chất bằng họ, nhưng Chúa cho chúng con có một gia đình và chúng con rất là giàu tình cảm mà ba mẹ đã cho chúng con. Và điều tuyệt vời nhất đó là chính ba mẹ đã cho chúng con sự nhận biết Chúa trong đời sống của mình. Con sinh ra trong một gia đình có mẹ là người duy nhất tin Chúa. Ba con tôn trọng niềm tin của mẹ nhưng không cho phép mẹ con dẫn con cái đến nhà thờ. Vì vậy, để dạy dỗ con cái, mẹ phải tận dụng tất cả mọi cơ hội. Và ngay từ nhỏ, con đã biết đến Chúa qua sự dạy dỗ của mẹ. Tuy nhiên, đến lứa tuổi thiếu niên, với những sự mới mẻ xung quanh cuộc sống, bạn bè, sự vui chơi, học tập đã kéo con ra khỏi sự ham thích lời Chúa. Chính lúc ấy, con chỉ ham thích những sự hào nhoáng bên ngoài, những sự tri thức, và đặc biệt đó là sự tự do của bản thân. Mặc dù lúc ấy đã có sự tự do đi nhóm lại một cách nhất định, nhưng con đã không làm như vậy bởi vì con còn không còn tin Chúa nữa. Và mẹ con rất là lo lắng cho con điều đó. Có lẽ cuộc đời của con sẽ không thay đổi nếu như Chúa không đưa con vào thành phố này để học tập. Quê con cách đây khoảng 1000 cây số, và có lẽ việc đi học ở Sài Gòn là lần đầu tiên trong cuộc đời con đi xa ba mẹ đến như vậy. Và không nói thì chắc Hội Thánh cũng hiểu rằng ba mẹ rất là lo lắng cho con, không biết con sẽ sống như thế nào. Và một trong hai lời dặn trước khi con đi học của ba con đó là: vào đó con nhớ đi nhà thờ. Không biết các bậc phụ huynh nghĩ như thế nào, nhưng con rất là ngạc nhiên bởi vì lúc nhỏ con bị cấm đi nhà thờ, nhưng bây giờ thì ba con lại dặn dò con điều như vậy. Mặc dù lúc đó con không thích sự nhóm lại nữa, nhưng vì đó là lời dặn của ba con, và con hiểu rằng đó cũng là sự mong mỏi của mẹ con, nên con vẫn đi nhóm hàng tuần ở tại hội thánh này.
Cũng vào dịp này, cách đây 6 năm, lần đầu tiên con được dựng ngày lễ hiếu kính cha mẹ. Và cũng là lần đầu tiên con có thời gian nghĩ lại những gì đã trải qua đối với gia đình con, đối với ba mẹ con. Lúc ấy là những hình ảnh ba mẹ con rất là cực nhọc, nhiều khi phải bôn ba trong cuộc mưu sinh. Và hơn hết đó là những điều mà mẹ con phải chịu đựng khi sống để bảo vệ niềm tin và để dạy dỗ con cái theo lời của Chúa. Và lúc đó con nhận ra rằng không phải tự nhiên ba con dặn con như vậy, nhưng chính ba con đã hiểu rằng sự thương xót của Chúa đã tuôn đổ qua đời sống của mẹ con, đã khiến cho gia đình con có được sự thay đổi. Và ba con phải thừa nhận quyền năng của Chúa. Và chính ông hiểu rằng điều tốt nhất cho con gái mình đó chính là phải có một đời sống được sự tể trị của Chúa. Khi mà nhận ra một điều như vậy thì lúc đó con rất là nhớ ba mẹ và con khóc rất là nhiều. Thì con biết rằng hiện giờ nếu như con muốn làm yên lòng ba mẹ con và con muốn sống một cuộc đời vui lòng ba mẹ con thì con phải tin nhận Chúa. Và chính lúc ấy con phải tin nhận Chúa của mẹ con. Và không dừng lại ở đây, những năm tháng con bước đi với Chúa ban đầu khi mà niềm tin của con còn rất là non nớt thì có những lúc con gặp khủng hoảng trong mối tương giao với Chúa. Và con rất là sợ hãi khi biết rằng con nghĩ rằng là Chúa đã quên con rồi. Nhưng lúc ấy bên tai con lại vang lên lời cầu nguyện của mẹ con mỗi đêm và mỗi sáng. Đó là xin Chúa ở cùng và che chở cho con của con, dẫn dắt con đi trong đường lối của Ngài. Xin Chúa cho để con biết tin cậy và phó thác đời sống mình với Chúa. Không biết như thế nào nhưng chính lời cầu nguyện của mẹ đã vượt con lên khỏi cái lúc con yếu đuối nhất. Con biết rằng cho dù con có phạm lỗi đến mức nào, cho dù con có không tốt đến mức nào, nhưng mà ít nhất trên thế gian này có một người luôn nhắc đến tên con trong lời cầu xin với Chúa. Và vì mẹ rất là yêu Chúa và Chúa cũng rất yêu mẹ nên Chúa sẽ nhớ tên con, Chúa sẽ không bao giờ quên con. Mọi sự nghi ngờ về sự hiện diện của Chúa trong đời sống của con đã được giải quyết ở lúc ấy. Và cho đến thời điểm này, sự cầu thay của mẹ vẫn luôn là nguồn khích lệ rất lớn trong đời sống của con khi đang bước đi với Chúa. Kính thưa ba mẹ, chúng con mỗi ngày chúng con lại biết cảm ơn Chúa nhiều hơn bởi vì chúng con được làm con của ba mẹ. Nếu như không nhìn thấy sự hiện diện của Chúa sống đậm trên đời sống của ba mẹ thì có lẽ con đã bị hư mất và con đã không tin nhận Chúa. Nếu như không bởi sự kiên định của ba mẹ trong bước đường bước đi với Chúa thì có lẽ con đã ngã lòng và rất nhiều lần rồi và không thể nào đứng dậy được. Một lần nữa con cảm ơn Chúa bởi vì tấm gương của Chúa đặt trước mặt chúng con, gần gũi với chúng con mỗi ngày. Và chúng con ước ao rằng đời sống của chúng con mỗi ngày sẽ thay đổi để thật sự trở nên một nguồn khích lệ ba mẹ trên bước đường bước đi với Chúa. Và chúng con cũng tiếp tục nhận được sự cầu thay của ba mẹ. Một lần nữa con xin thay mặt các bạn muốn nói với ba mẹ rằng chúng con rất là hạnh phúc khi được làm con của ba mẹ. Và ba mẹ ơi, con yêu ba mẹ rất nhiều